Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre làng bên băng qua kênh nối tình miền quê buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè lặng mà nghe ai hát đêm hỏi rằng câu tre bao chưa hè vui một câu về để lòng ai quên hết nắng nề đây đây ai đêm bắt nhịp câu tre để tay lên là chàng làng bên ơi rồi hai anh em người nhìn nhau nói chuyện là em thôn bên này câu tre tích tích tình ta mới chạy rồi dễ đi ở nhà bây giờ nha. Chiều nay trăng trong xanh nhớ nhịp cầu duyên cầu ơi ai đâu Bilo. Quên những chiều thần tiên lòng mong nhìn nhau nè mãi cho rừng sông cạn đá mòn ok nhịp cầu kia muôn kiếm vẫn còn tôi nhìn thấy bạn kìa đã giấu kìa rồi cái hết nè cái hết rồi ok biết quên đó đó đúng rồi đúng rồi em thực là quá nghe đúng 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 rồi à, đứng nhìn ra biển cái nè đứng nhìn ra biển ngay đứng nhìn ra biển ngay đứng lại nhìn ra biển bước chân đi tới thẳng anh luôn. Chiều nay trăng trong xanh nhớ nhịp cầu duyên cầu ơi ai đâu quên chiều thân tiên lòng mong mãi cho dòng sông cạn đã mòn nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn lòng mong mãi cho dòng sông cạn đã mòn. Xin chào chị Ngọc Hiền. Xin chào Đặng Thế Lân. Đặng Thế Lân xin chào Y Phương, chào chị Hiền. Ủa, tự nhiên tụi mình chào nhau vậy? Kệ, tự nhiên nó vui. Cô đi ha, tự nhiên Y Phương muốn hỏi chị gì thì hỏi.